Phụng Vi Channel, các bạn biết trái mình đang cầm là trái gì chưa? Chắc trái này các bạn chưa biết đâu. Đây, nó tên đặt tên của nó là trái nhãn lồng. Còn được gọi là trái gì nữa Vi biết không? Trái lạc kiên. Trái lạc kiên. Bây giờ các bạn cùng tụi mình ăn nhãn lồng nha. Bạn ơi, trái này chỉ có ở quê mình Tây của mình có thôi. Giờ ở thành phố không có đâu các bạn ơi. Bạn còn thử cho Vi nha. Ngon Vi. Có vị như thế nào con? Em nghĩ là không? Em nghĩ nào luôn mẹ? Ăn lòng đi cha. Ăn. Từ các bạn cùng với Vi Channel và Bin Bin Channel nha. Các bạn thấy ngon chưa? Bên trên nón nha, yên nhí đó.